Mua ARK nạp game giá rẻ nhất tại shoptng.vn, shop dịch vụ của Tràm Game. Hi chào tất cả anh em. Chắc hẳn các bạn đều có được thông tin, đó chính là tại phiên bản chiến trường 10v10 chúng ta có một số điện thoại sẽ có thể chơi được ở chế độ 10v10. Vậy thì đó là cái điện thoại gì? Và làm sao để biết được điện thoại các bạn đang dùng có chơi được hay không? Trong clip này muốn giải đáp cho anh em chính là các điện thoại chơi tốt và các điện thoại không nên chơi, hoặc là đơn giản hơn là không chơi được của hệ điều hành iOS và Android. Nào, bắt đầu ngay thôi. Đầu tiên, đối với hệ điều hành iOS thì chúng ta đơn giản hơn, đó chính là iPhone 6S trở lên hoặc là iPhone 6 hoặc là tương đương có thể tham gia, nhưng đôi lúc có thể gặp giật lag hoặc là khá nặng. RAM trên là 1015, tức là 1015 đấy ạ, lớn hơn iPhone 5S. Vậy thì đó chính là từ A9 trở lên nhá, từ chip A9 trở lên. Khuyến khích anh em nâng cấp lên bản hệ điều hành đó chính là 12.2 của iOS. Còn với Android sao? Làm sao để xác minh được Android? Đó là câu hỏi thường trực và rất nhiều anh em đang thắc mắc. Và chính xác, S hôm nay trong clip này sẽ giúp cho anh em xác định được Oppo, Vivo, Xiaomi và tất cả các dòng điện thoại Android khác để biết được rằng đâu là Qualcomm và đâu là chip non-Qualcomm. Giải thích đơn giản thôi, Qualcomm đa phần là sử dụng hệ điều hành, mình không biết đọc đúng hay sai, anh em thông cảm nhé, đó chính là Snapdragon, tức là SNG đấy ạ. Chút anh em sẽ thấy cái ví dụ minh họa sẽ biết được nhiều hơn. Non-Qualcomm tức là kiểu hệ điều hành như là của Samsung, như là Exynos này hay là MKT. Nói chung là nói lý thuyết thì nhiều anh em không hiểu đâu, chút mình sẽ thực hành luôn, tức là cho anh em xem cách để mà check được thông tin để anh em có thể vận dụng và liên tưởng một cách đơn giản hơn nhá. Đầu tiên mình sẽ thực hiện check trên chiếc điện thoại của anh em. Các bạn sẽ đăng nhập vào, đó chính là cái đường địa chỉ này, mình sẽ để link ở phần mô tả cho anh em có thể vào đơn giản hơn nhá. gsmarena.com. Đây là trang web để anh em có thể check thông tin tất cả các dòng điện thoại hiện tại đang phát hành trên thế giới. gsmarena.com nhé. Link mình sẽ để ở phần mô tả cho anh em để có thể ấn vào là vào luôn. Và đây các bạn bấm vào cái kính lúp đấy ạ, lựa chọn điện thoại mà các bạn đang dùng, ví dụ như là Z7 đi. Z7 là của Samsung nha anh em ơi. Con này là sử dụng Snapdragon, tức là Qualcomm. Snapdragon là 617 đấy ạ. Mình đọc tiếng Anh sai anh em thông cảm nhá, đừng có bắt bẻ cái này. Anh em lựa chọn phần platform, nhìn xem phần CPU ở đây là CPU là 1.6 GHz, tức là đủ tiêu chuẩn để chơi. Chúng ta thử điện thoại khác là Mi đi, Mi 9 đi. Tiếp tục là Snapdragon là Qualcomm nhá. Platform là 1.8 GHz, đủ tiêu chuẩn để chơi. Vậy thì để anh em có thể liên tưởng đơn giản hơn, mình chuyển qua trên máy tính nhá. Ví dụ là Oppo F7 đi. Đây là MT6, tức là non-Qualcomm. Non-Qualcomm là trên 1.25 là chơi được nhá. Và con này có phần platform, phần CPU là 2.0 GHz, chơi rất là thoải mái anh em ạ. Con này chơi thoải mái tận bô nhá. Oppo F7 chơi tốt ở chế độ 10v10. Đây là phần của điện thoại Oppo. Các bạn đều có thể là search như F tìm nhá, và tra cái phần bên cạnh. Tiếp theo ta chuyển sang cho Xiaomi Mi 4. Đây là tiếp tục là Qualcomm nhá, Qualcomm 801 ạ. Platform của nó là gì? Đó chính là 2.5 GHz. Ui dồi ôi, chơi tẹt bồi anh em ạ. Nói chung là cái dòng của Xiaomi thì chơi game thì gọi là vô đối và đỉnh cao rồi. Samsung đi, Z7 Pro. Đây là Exynos, là non Qualcomm nhá. Chúng ta xem phần platform là Octa-Core 1.6 GHz, chơi tốt. Chơi tốt nha anh em. Z7 Pro chơi tốt. Vivo S1 Pro đi. Đây chỉ là các ví dụ nha, các bạn tìm tự xem dòng của các bạn ấy, tức là lên search ấy. Đây là Snap, rồi ok, Qualcomm. Qualcomm đây là 2.0 GHz, chơi tốt. Thoải mái anh em ạ. Như vậy là mình vừa chỉ cho anh em cách check để xem là chiếc điện thoại của mình có đủ khả năng và tiêu chuẩn để chơi ở chế độ 10v10 sau khi chúng ta cập nhật phiên bản chiến trường 10v10 hay không. Đầu tiên mình phải nhấn mạnh lại cho anh em biết, đó chính là đây là các điện thoại không chơi được ở chế độ 10v10, chứ không phải đấu hạng hay đấu thường. Nhiều anh em không chịu đọc, không chịu hiểu, không biết rằng
iPhone 5S không chơi được đấu rank rồi, hay là các dòng điện thoại thấp hơn không chơi được đấu rank đấu thường rồi. Hoàn toàn không nha, đây chỉ là chế độ 10-10 thôi. Chơi hay không là do mình cơ mà, đúng không? Chơi hay không là do mình. Cập nhật nặng thì là nhờ RAM của mình mà thôi, chứ chơi được hay không là do cái CPU của các bạn kìa. Đó, anh em nhớ nhá. Nên các bạn cứ vào check. Bạn nào lười check hay là không biết check ấy, cứ comment cái dòng điện thoại các bạn đang dùng ở bên dưới để add cùng các bạn khác check hộ cho nhá. Tức là nếu bạn nào không biết check ấy, đừng hỏi à em không biết check làm sao bây giờ. Cứ ghi comment ra mình đang dùng điện thoại này, ví dụ như là Vivo F11 chẳng hạn. Các bạn check hộ mình xem là con này có chơi được hay không. Đơn giản vậy thôi, thì các bạn hoặc là bản thân S sẽ hỗ trợ giúp anh em để mà tra luôn. Còn nếu ông nào mà biết rồi ấy thì đừng có lười nhá. Biết rồi thì tự lên check đi. Mình sẽ để link ở phần mô tả để anh em có thể check đơn giản hơn. Nói chung là chế độ 10-10 là chế độ giải trí thôi. Cái đấu hạn, đấu rank và đấu thường nó không ảnh hưởng. Điều đó mới quan trọng nha anh em. Tức là chúng ta quan trọng nhất đó chính là đấu rank, chứ không phải là mấy cái chế độ này. Chế độ không chơi được chẳng sao. Anh em đừng quên để lại một like và share clip này nhá. Hy vọng rằng sau clip này anh em có thể biết được rằng điện thoại mình có thể chơi được hay không. Xem xong clip mà anh em không biết tra nữa thì thôi, comment xuống bên dưới để người khác tra hộ cho nhá. Thực sự thì mình đã chỉ rất là tận tình và tự an rét rồi. Nhớ ủng hộ mình bằng cách đó chính là like và comment dưới video này để em có thể làm thêm các video clip bổ ích hơn cho anh em nhá. Hoặc là các anh em đang thắc mắc điều gì đó thì cứ comment đi. Nói chung là về hệ điều hành iOS thì ở trong clip này em không nói nhiều. Tại vì sao? Tại vì khi các bạn sử dụng điện thoại thì đa phần là người ta nói rồi. Đó là từ iPhone 6 trở lên là chơi tốt hoặc là hơi lag một chút. Còn dưới iPhone 6 thì tốt nhất không nên chơi, ví dụ như là 5, 5S chẳng hạn. Có thể vào được nhưng có thể bật ra khi đang chơi, nhớ nhá. Còn nếu các bạn đang sử dụng iPad chẳng hạn thì anh em cứ search cái iPad của bạn đang dùng, xem là người ta dùng chip gì. Từ A9 trở lên là chơi ngon nha anh em ơi. Tức là từ A9 nhá. Bây giờ là con XS Max hay là XS quần què gì đấy thì nó đang dùng con chip là A12 hay là A13 đấy ạ. Thì các bạn cứ xem cái con chip từ A9 trở lên là chơi ok nhá. Đó là với hệ điều hành iOS. Còn Android thì em thực sự nói thì mình làm quá chi tiết rồi. Nếu bạn nào không tìm được hoặc không làm được thì anh chịu thôi. Sau khi các bạn check xong, đừng quên vào lại clip và nói cho em biết rằng điện thoại của bạn có thể chơi được hay không. Em muốn biết được rằng trong tất cả những anh em xem clip và check clip của S thì có bao nhiêu người có điện thoại tối ưu để mà chơi ở chế độ 10-10. Để mà biết đâu được, chúng ta có thể gửi số liệu để mà gửi lên cho gà rán để họ biết được và điều chỉnh tối ưu hơn, đúng không nào? Nó phép thế thôi, chứ gà rán biết gì đâu anh em. Người ta chỉ là nhà phát hành thôi. Quan trọng là bên tối ưu bên Tencent và nhà sản xuất thôi nhá. Chứ anh em đừng chửi gà rán nhiều. Gà rán chỉ là nơi phát hành game cho anh em thôi, chứ người ta không có quyền gì gọi là hiệu chỉnh này. Không có bất kỳ điều gì để mà người ta có quyền định hiệu chỉnh nữa nha anh em ơi. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở trong clip lần sau. Hy vọng là điện thoại của anh em có thể chơi tốt nhé. Like và share ngay clip nào.
enemy has been defeated. Để ủng hộ S, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều.